Mới đây, khoa lâm sàng 3 Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên bị nhiễm cùng một lúc hai bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Đặc biệt, trong đó có một bệnh lý tương đối hiếm gặp ở Việt Nam hiện nay là bệnh hột xoài. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật ngay sau đây. Bệnh nhân là nam, tên HLM, 28 tuổi, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu, đến khoa lâm sàng 3 Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng da nổi đỏ khắp người đã hơn một tuần. Bệnh nhân cho biết đã uống các thuốc dị ứng nhưng tình trạng da không khỏi. Qua thăm khám, thạc sĩ bác sĩ Trình Ngô Bỉnh, khoa lâm sàng 3, ghi nhận nhiều tổn thương da đỏ, hơi sậm màu vùng thân mình và tay chân. Đây là điển hình của bệnh giang mai thời kỳ 2. Tiếp tục khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết bên vùng bẹn trái có nổi cục hơn nửa năm nay, sưng đau kèm chảy mủ trắng đục. Bệnh nhân đã tự mua thuốc kháng sinh, giảm viêm uống nhưng tình trạng không cải thiện. Chia sẻ với bác sĩ, bệnh nhân cho biết mình có quan hệ tình dục đồng giới, từng tiếp xúc với nhiều bạn tình và có quan hệ tình dục không an toàn. Nhận thấy đây là một trường hợp bệnh phức tạp, nghi ngờ chồng chéo nhiều bệnh lý tình dục khác nhau, bác sĩ đã cho thực hiện các xét nghiệm cần thiết và cuối cùng chẩn đoán được bệnh nhân mắc đồng thời bệnh giang mai thời kỳ 2 và một bệnh tương đối hiếm gặp ở nước ta hiện nay, đó chính là bệnh hột xoài. Bệnh hột xoài thì thật sự là rất là ít gặp ở Việt Nam, chủ yếu là ở các nước ví dụ như là nước châu Âu này, Canada hoặc là Mỹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bệnh hột xoài. Đó là do vi khuẩn, và vi khuẩn này gọi là vi khuẩn Chlamydia trachomatis. Nó tiếp xúc lây truyền qua đường tình dục, tức là tiếp xúc giữa da với da ở vùng sinh dục. Bác sĩ cho biết bệnh thường biểu hiện qua 3 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn tiên phát có nhiều hình thái sang thương, nơi mà vi khuẩn xâm nhập như mẩn đỏ, vết loét nông hay vết trợt. Giai đoạn này thường kín đáo, không có triệu chứng nên đa số bệnh nhân không biết mình bị bệnh. Các thương tổn lành nhanh, không để lại sẹo. Giai đoạn thứ phát hay còn gọi là hội chứng bẹn. Vài tuần sau tổn thương tiên phát, bệnh nhân có biểu hiện cấp tính, sưng phù nề hạch bẹn với các đám cứng, đau rồi to dần lên vùng bẹn. Bề mặt da đỏ, hạch dính với các tổ chức xung quanh và có thể vỡ ra, chảy dịch mủ đặc. Nếu không điều trị thích hợp, bệnh có thể tiến triển sang giai đoạn gây loét, nhiều lỗ do phức tạp vùng sinh dục hậu môn, các đường hầm thông với nhau dẫn đến giai đoạn sau là hội chứng hậu môn, trực tràng, sinh dục. Thường gặp nhiều hơn ở bệnh nhân nữ, gây đau nhiều, biến dạng và cần phải có can thiệp ngoại khoa. Bệnh hột xoài thì đa số chữa được và chủ yếu là để lại những cái biến chứng, ví dụ như là bệnh nhân có thể là những tạo những cái mô sơ, mô sẹo ở những cái vùng mà có những cái ổ áp xe. Nếu mà bệnh hột xoài xuất hiện ở vùng hậu môn thì có thể gây ra những cái vết loét, những cái ổ áp xe trong hậu môn. Và hầu như là kháng sinh đáp ứng tốt với bệnh này và thường là chỉ sử dụng trong vòng 21 ngày có thể điều trị được bệnh hột xoài. Trường hợp này, bệnh nhân được chỉ định điều trị bệnh giang mai thời kỳ 2 bằng kháng sinh liều duy nhất sau khi có kết quả xét nghiệm phản ứng huyết thanh giang mai. Với bệnh lý hột xoài, sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được tiến hành điều trị bằng doxycycline uống 3 tuần. Kết quả sang thương da ở thân mình biến mất sau 2 tuần điều trị và vết loét lành, không còn thấy chảy mủ sau 3 tuần điều trị. Theo bác sĩ cho biết, thời gian gần đây các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục đang trở nên gia tăng và ngày càng phức tạp. Trong đó, nhiều bệnh tưởng chừng như rất hiếm gặp đã quay trở lại. Do đó, bác sĩ khuyến cáo cần xây dựng một lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như loét vùng sinh dục, hậu môn, sưng viêm hạch vùng bẹn, có tiếp xúc trực tiếp hay quan hệ với người mắc bệnh. Cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!